Thọ nối thẳng với đường số 1 luôn ha, vô trong cổng khu công nghiệp Hiệp Phước là chạy đến vô trong công nghiệp Phước này, khúc này vậy là nè, chạy đến cái cây xăng nhà nước, cây xăng đây nè đó, cửa hàng xăng dầu Hiệp Phước số 2 nằm nhìn bên trái có cửa hàng cây xăng đó, quẹo trái vô đường số 14, trái đường số 14 đi thẳng hoài, hết đường quẹo phải, hết đường quẹo phải chạy thẳng hoài là tới cảng Tân Cảng, là cảng Sài Gòn chi nhánh Hiệp Phước. Nhiều anh chị sáng ngày 15 này, sáng ngày khai trương không có đi, đi theo Google nó chỉ dẫn sẽ đi thẳng qua đây, đi thẳng cái đường số 11 này, cái tới đây không có quẹo được nữa, hết đường quẹo vô tới đây là khu công nghiệp nó chặn lại hết, đường này không có đi được nha, đường số 1 này không có đi thẳng được nữa nha, chặn lại hết rồi, cầu này không có qua được nữa này, xe ô tô như vậy nè, cho nên phải tới đường số 14 nó quẹo quẹo trái liền, nhớ này, nhớ tới đường số 14 này đó, đường này đường số 14 quẹo quẹo trái vô liền, nhớ ngay cây xăng Hiệp Phước 2 này đó, cây xăng nhà nước Petro nè, đường số 14 quẹo trái vô, hết đường quẹo phải là chạy thẳng là tới, chứ đừng có chạy thẳng đường số số 1 này là toang luôn, chạy tàu luôn đó, chạy thẳng, nếu mà đi chạy thẳng đường này tới đây cái nó cấm, tới cái đường này nè, mấy đường này nó sẽ cấm quẹo nè, đâu không có, không có đường quẹo luôn, nó có cái lan can không qua được nha, không có đi được nha, bắt buộc phải quẹo trái đường số 14 đi hết đường cái quẹo phải chạy theo cái đường số D3 này là tới cảng. Sáng nay nhiều người phải quay lại, chứ mắc công là đi một dòng xuống dưới này không qua được, không quẹo trái được hết, tất cả đường bị rào lại hết nè, mấy cái đường ngang này bị rào lại hết, cho nên là quay ngược lại đây, thì dòng lại đây là mất gần 10 cây số, lạc đường luôn, trễ tàu luôn.